Trung Đông vừa có bước leo thang nguy hiểm nhất bên ngoài Gaza kể từ khi Hamas và Israel bắt đầu cuộc chiến. Lãnh sự quán Iran ở Syria bị san phẳng chỉ huy cấp cao lực lượng vệ binh IRGC thiệt mạng. Cộng đồng quốc tế và các nhóm dân quân lập tức lên tiếng về vụ tấn công. Cùng lúc đó, Israel không kích Gaza, nhiều nhân viên cứu trợ nước ngoài thiệt mạng. Khung cảnh Sifa được ví như phim kinh dị Liên Hợp Quốc lên kế hoạch phái đoàn tới bệnh viện sau khi Israel rút quân. Đông Âu không ngừng sụp sôi, Nga ồ ạt tập kích phá hủy gần như toàn bộ hạ tầng năng lượng ở Kharkov. Bom xe khiến một quan chức do Nga bổ nhiệm thiệt mạng ở miền đông Ukraine. Diễn biến khác, Ngoại trưởng Mỹ khởi hành chuyến thăm 5 ngày tới Pháp, Bỉ, Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, Hàn Quốc và Nhật Bản theo dõi sát sao. Mỹ Nhật có thể tái cơ cấu bộ chỉ huy quân sự thắt chặt hợp tác. Các tàu bị mắc kẹt bắt đầu rời Baltimore sau thảm họa sập cầu. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế, những diễn biến liên quan đến xung đột, sụp sôi ở giải Gaza cùng những tin tức đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông tiếp tục chứng kiến bước leo thang đáng lo ngại. Chuẩn tướng Mohammed Reza Zahidi, thuộc lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran (IRGC), đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của quân đội Israel vào thủ đô Damascus của Syria vào tối ngày 1 tháng 4. Theo hãng thông tấn Arab Syria Sana, vụ tấn công đã phá hủy một tòa nhà cạnh đại sứ quán Iran ở Damascus, khiến ít nhất là 6 người thiệt mạng. Truyền thông Iran xác định tòa nhà là lãnh sự quán Iran và nơi ở của đại sứ. Hãng thông tấn Tasmin của nước này cũng khẳng định rằng chỉ huy cấp cao trong lực lượng Kurs của IRGC là Zahini đã là một trong 6 người thiệt mạng. Cấp phó của người này được cho là cũng đã thiệt mạng trong vụ không kích. Theo phóng viên Reuters ở Damascus, lãnh sự quán Iran đã bị san phẳng. Sự kiện này được mô tả là một bước leo thang đáng kinh ngạc trong xung đột tại Trung Đông, dự kiến sẽ khiến Israel và các đồng minh của họ tiếp tục chống lại Iran. Truyền thông Iran dẫn lời Ngoại trưởng nước này Hesuin Amirab Dolahian trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Syria cho rằng cuộc tấn công vào lãnh sự quán là vi phạm tất cả các công ước quốc tế, đồng thời tuyên bố Tehran sẽ buộc Israel phải chịu trách nhiệm. Đại sứ Iran tại Syria khẳng định phản ứng sẽ cực kỳ khắc nghiệt, theo Reuters. Kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bùng phát bởi cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái của Hamas vào miền nam Israel, quân đội Israel đã tăng cường các cuộc không kích vào Syria chống lại al và nhóm vũ trang Hezbollah của Liban do Iran hậu thuẫn. Cuộc tấn công vào hôm 1 tháng 4 là lần đầu tiên Israel tấn công vào khu đại sứ quán rộng lớn. Lực lượng cos là lực lượng tình báo quân sự và hoạt động độc lập của IRGC. Tướng Zahidi được cho là phụ trách các hoạt động ở Syria và Liban. Một chỉ huy khác của lực lượng cos tướng Razi Mosavi, cũng đã thiệt mạng ở Damascus vào tháng 12 năm ngoái do một cuộc không kích của Israel, dù theo VIP không chính thức thừa nhận. Trước đó, vào tháng 1 năm 2020, chỉ huy nổi tiếng nhất của IRGC, tướng Khashum Soleimani đã bị máy bay không người lái của Mỹ loại bỏ khi đang thăm Baghdad, thủ đô Iraq. Bộ Ngoại giao Nga đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công vào tòa nhà lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria trong một tuyên bố đăng trên trang web của bộ này vào ngày 1 tháng 4. Theo đó, cơ quan của Nga viết rằng, chúng tôi coi mọi cuộc tấn công vào các cơ quan ngoại giao và lãnh sự là không thể chấp nhận được vì tính bất khả xâm phạm, được bảo đảm bởi các hiệp ước viên liên quan chúng tôi kêu gọi lãnh đạo Israel chấm dứt các hành động bạo lực vũ trang mang tính khiêu khích nhằm vào lãnh thổ Syria và các nước láng giềng khi được hỏi liệu Israel có liên quan đến vụ việc mới nhất này hay không phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF Hagari nói với CNN rằng Israel sẽ không bình luận về vụ việc tuy nhiên Thay Aviv tin rằng tòa nhà của Iran bị tấn công là tòa nhà quân sự của lực lượng Kurd đơn vị có lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran Tây Jerusalem ít khi công nhận các cuộc không kích nhằm vào Syria, mặc dù Damascus liên tục cáo buộc rằng những hành động này là vi phạm chủ quyền của họ. CNN hiện không thể xác minh độc lập các tuyên bố nói trên. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út đã lên án vụ tấn công và bác bỏ việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở ngoại giao do bất kỳ lý do nào, đồng thời khẳng định đây là hành vi vi phạm luật ngoại giao quốc tế. Bộ Ngoại giao Oman cũng đã lên án và tố cáo mạnh mẽ vụ việc trong một tuyên bố. Trong khi đó, các nhóm dân quân thân Iran cũng lần lượt lên tiếng về vụ việc. Nhóm phiến quân Hamas đã lên án cuộc tấn công, coi vụ việc này là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và xâm phạm chủ quyền của cả Syria và Iran, đồng thời cáo buộc Israel là bên thực hiện. Hezbollah, nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn ở Liban cũng cáo buộc Israel về vụ tấn công, đồng thời cảnh báo rằng Tel Aviv sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt và sẽ bị trả đũa. Cùng lúc đó, Văn phòng Truyền thông Chính phủ Gaza do Hamas điều hành vào tối ngày 1 tháng 4 cho biết ít nhất 5 nhân viên của tổ chức phi chính phủ World Central Kitchen WCK, bao gồm cả người nước ngoài đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel và Gaza. Người phát ngôn của cơ quan này cho biết những người thiệt mạng trong vụ tấn công ở Dia Al-Bala, miền trung Gaza, bao gồm các công dân Ba Lan, Úc và Anh, và một người Palestine. Theo Reuters, bình luận về các báo cáo nói trên, quân đội Israel cho biết họ đang tiến hành xem xét kỹ lưỡng ở cấp cao nhất để hiểu rõ hoàn cảnh của sự cố bi thảm này. WCK là tổ chức phi chính phủ, cung cấp thực phẩm cứu trợ và chuẩn bị bữa ăn cho những người có nhu cầu tại Gaza. Tháng trước, họ cho biết đã phục vụ hơn 42 triệu bữa ăn vùng chiến sự Trung Đông trong 175 ngày. Đầu bếp Jose Andres là người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận World Central Kitchen, WCK vào năm 2010, ông bắt đầu tổ chức này sau khi gửi đồ bếp và thực phẩm đến 2 tỷ sau trận động đất năm đó. Kể từ đó thì WCK đã trở thành một tổ chức có tầm ảnh hưởng toàn cầu, cung cấp sự giúp đỡ và hỗ trợ về thực phẩm cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các thiên tai, người tị nạn, nhân viên y tế trong đại dịch Covid-19 cũng như người dân bị ảnh hưởng trong các cuộc xung đột khác nhau trên thế giới, bao gồm Ukraine và Gaza. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo OCSA và hôm 1 tháng 4 cho biết, Liên Hợp Quốc đang lên kế hoạch cử phái đoàn đến Bệnh viện Ansifa ngay khi bệnh viện này được phép hỗ trợ những người cần được chăm sóc y tế và đánh giá cơ sở. Thông báo này được đưa ra sau khi có thông báo cho rằng Israel đã rút lui khỏi Ansifa, kết thúc cuộc bao vây kéo dài 14 ngày tại bệnh viện lớn nhất Gaza. Theo cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho đến nay, ít nhất là 300 người đã thiệt mạng tại cơ sở này một nhân chứng mô tả rằng những gì còn lại tại asifa thật sự tàn khốc giống như một cảnh tượng trong bộ phim kinh dị liên hợp quốc cũng cho biết một nhóm của who đã đến thăm bệnh viện anasa ở trung tâm Gaza vào hôm 31 tháng 3, khi một khu lều trại bên trong khu nhà bị tấn công bởi một cuộc không kích của Israel. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về các vấn đề nhân đạo Martin Griffith đã kêu gọi chấm dứt các nỗ lực loại bỏ cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc cho người tị nạn Palestine ở vùng cận đông Unwar, tổ chức nhân đạo lớn nhất hoạt động tại Gaza. Ông gọi Anwar là xương sống của hoạt động nhân đạo ở Gaza và nói thêm trong bài đăng của mình trên X rằng bất kỳ nỗ lực phân phối viện trợ nào mà không có họ sẽ đơn giản là thất bại. Không có cơ quan nào khác có vùng phạm vi tiếp cận, kinh nghiệm hoặc sự tin tưởng của cộng đồng cần thiết để thực hiện công việc này, ông nói thêm. Liên quan tình hình Đông Âu trong cuộc phỏng vấn vào hôm 1 tháng 4, thị trường Kharkov Ihor Terekhov cho biết các cuộc tấn công của Nga đã phá hủy gần như toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng ở thành phố này. Trước đó, thì ông Terekhov xác nhận các cuộc tấn công của Nga đã phá hủy một nhà máy nhiệt điện và tất cả các trạm biến áp điện ở thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Kharkov đã phải đối mặt với cuộc tấn công của Nga kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2 năm 2022 và ghi nhận các cuộc tấn công leo thang trong những tuần gần đây. Khi được hỏi lý do Nga tăng cường các cuộc tấn công, thị trường Kharkov cho biết ông không rõ kế hoạch của Nga cơ sở hạ tầng năng lượng tư nhân cũng bị phá hủy, nhà muốn đe dọa chúng tôi. Nhưng điều này là không thể, ông Terekov nói. Theo thị trường Terekov, tình hình hiện nay của ngành năng lượng thành phố rất khó khăn. Các trung tâm hỗ trợ nhân đạo còn được gọi là điểm bất khả chiến bại, hoạt động ở Kharkov suốt ngày đêm. Chúng tôi đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn hơn và chúng tôi sẽ sống sót qua những khoảng thời gian này, ông Terekov tuyên bố. Vào ngày 29 tháng 3, công ty năng lượng nhà nước Centernego báo cáo rằng quân đội Nga đã phá hủy nhà máy nhiệt điện Zemip ở Kharkov trong một cuộc tấn công quy mô lớn. Trong tháng 3, các cuộc tấn công của Nga đã làm hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn 80% công suất của công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK, Giám đốc điều hành công ty Dmitro Sakharov cho biết vào hôm 30 tháng 3. Trong một số mục tiêu của Moscow trong tháng 3, có nhà máy thủy điện Kanip ở tỉnh Cherkasy, nhà máy thủy điện Nister ở tỉnh Chernivtsi và nhà máy thủy điện Dnipro ở Zaporizhia. Bộ Quốc phòng Nga vào hôm 31 tháng 3 cho biết lực lượng không quân Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và công nghiệp khí đốt ở Ukraine. Nga tuyên bố sử dụng vũ khí trên không tầm xa, có độ chính xác cao và bay không người lái trong các cuộc tấn công. Kết quả của cuộc tấn công này là hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng liên quan đến sản xuất và sửa chữa vũ khí, thiết bị và đạn dược đã bị gián đoạn. Tất cả các mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được, các mục tiêu đều bị bắn trúng, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Theo các chuyên gia, mục tiêu của Nga không chỉ nhằm vào hệ thống năng lượng Ukraine mà còn là đảm tâm lý tác động lên người dân vì các hệ thống điện và sưởi là những dịch vụ thiết yếu. Ngoài ra, việc Nga tăng tấn công quy mô lớn cũng có mục tiêu làm cạn kiệt hệ thống phòng không Ukraine trong bối cảnh Kiev đang đối mặt với gói viện trợ nhỏ giọt từ phương Tây. Việc mất điện kéo dài trên rộng cũng ảnh hưởng tới năng lực quân sự của Ukraine trong việc vận hành các hệ thống số hóa. Thành phố Kharkov nằm ở phía đông bắc Ukraine, gần biên giới Nga, thường xuyên phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong suốt cuộc chiến. Năm 2022, Nga rút quân khỏi vùng Kharkov khi Ukraine tái chiếm những khu vực do Nga kiểm soát trước đó. Tuy nhiên, gần đây, Nga bắt đầu nối lại các cuộc tấn công vào Kharkov. Chính quyền địa phương cho biết, một quả bom xe ở khu vực Luhansk, miền đông Ukraine đã phát nổ và khiến một quan chức do Nga bổ nhiệm tại khu vực bị chiếm đóng này thiệt mạng. Cụ thể, chính nhánh địa phương của Ủy ban điều tra Nga, cơ quan điều tra các vụ tội phạm lớn cho biết, phó giám đốc công một cơ quan tình báo hành chính nhà nước đã thiệt mạng khi một thiết bị không xác định phát nổ trong ô tô vào chiều ngày 1 tháng 4. Ủy ban điều tra đã công bố bức ảnh chụp một chiếc SUV màu sáng với cửa sổ và cửa ra vào bị nổ tung. Mảnh vỡ vương vãi khắp đường phố Starobitz và một thị trấn ở vùng Luhansk. Các tình tiết của vụ việc và những người liên quan đến việc thực hiện tội ác đang được xác định. Cơ quan này cho biết, đồng thời thông báo rằng họ cũng đang tiến hành một cuộc điều tra về hoạt động tấn công cực đoàn. Người đứng đầu thành phố Vladimir Chenev cho biết quan chức thiệt mạng trong vụ tấn công là Valery Chayka. Ông Chenev viết trong một bài đăng trên nền tảng nhắn tin Telegram, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác và báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào cho chính quyền. Luhansk nằm trong số 4 khu vực của Ukraine mà Nga tuyên bố đã sáp nhập vào cuối năm 2022 một số quan chức do Moscow bổ nhiệm ở miền đông Ukraine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công tương tự kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine cách đây hơn 2 năm. Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken ngày 1 tháng 4 đã khởi hành đến Paris trong khuôn khổ chuyến đi kéo dài 5 ngày tới Pháp và Bỉ. Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao, ông Blinken sẽ gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris để thảo luận về các vấn đề toàn cầu, bao gồm hỗ trợ cho Ukraine, ngăn chặn xung đột lan rộng ở Gaza và ổn định Haiti tại Brussels. Ngoại trưởng Mỹ dự kiến sẽ tham dự cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao NATO nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập NATO vào ngày 4 tháng 4 và gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Ngoại trưởng Ukraine Dimitro Kuleba. Ngoài ra, quan chức Mỹ còn có kế hoạch tham gia Hội đồng Thương mại và Công nghệ Mỹ-EU lần thứ sáu trong chuyến thăm đến thành phố của bị Tin tức đáng chú ý khác, hãng tin John Hap hôm nay ngày 2 tháng 4 dẫn thông tin từ quân đội Hàn Quốc cho hay Triều Tiên dường như vừa phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, lần phóng tên lửa đạn đạo thứ ba trong năm nay. Bộ Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (GCS) phát hiện một tên lửa phóng từ khu vực Bình Nhưỡng vào lúc 6 giờ 53 theo giờ địa phương, nhưng chưa nêu chi tiết. Quân đội của chúng tôi đã tăng cường giám sát và cảnh giác để chuẩn bị cho khả năng các vụ phóng tiếp theo. Chúng tôi đang duy trì tư thế hoàn toàn sẵn sàng trong khi chia sẻ thông tin liên quan vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên với Mỹ và Nhật Bản theo GCS. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật cho hay tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã rơi xuống vùng biển bên ngoài đặc quyền kinh tế EEZ của Nhật. Vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất diễn ra 15 ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc tập trận liên quan bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn ở khu vực phía tây nước này. Quân đội Hàn Quốc cho biết các rocket của Triều Tiên đã bay khoảng 300 km, có thể đạt hầu hết lãnh thổ Hàn Quốc và tầm bắn. Bình Nhưỡng tuyên bố đầu đạn hạt nhân chiến thuật có thể được gắn trên vũ khí này. Vụ phóng ngày 2 tháng 4 đánh dấu lần phóng tên lửa đạn đạo thứ ba của Triều Tiên trong năm nay. Trước đó vào hôm 14 tháng 1, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung nhiên liệu rắn mang đầu đạn siêu thành. Đến ngày 18 tháng 3, Triều Tiên tiếp tục phóng thử ít nhất 6 tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio dự kiến sẽ thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden về các hoạt động chỉ huy và kiểm soát của lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Mỹ tại đất nước này. Mục tiêu của cuộc thảo luận là tăng cường sự hợp tác giữa hai nước, đảm bảo rằng các hoạt động quân sự diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả. Đây được coi là một bước quan trọng trong việc củng cố quan hệ quân sự giữa Nhật Bản và Mỹ. NSK đưa tin, ông Kishida sẽ gặp Tổng thống Biden vào ngày 10 tháng 4 tới trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ. Trong bối cảnh an ninh ngày càng phức tạp, Thủ tướng Nhật Bản Kishida muốn thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden về các biện pháp tăng cường khả năng gian đe và ứng phó thông qua việc củng cố liên minh quân sự giữa Nhật Bản và Mỹ. Tokyo được cho là đang chuẩn bị thành lập một bộ chỉ huy chung thường trực giám sát các lực lượng phòng vệ trên bộ, trên biển và trên không vào cuối tháng 3 năm sau. Trong khi đó, các quan chức chính phủ Mỹ đang xem xét trao thêm quyền cho chỉ huy lực lượng Mỹ đóng tại Nhật Bản. Ông Kishida cho biết, cuộc trách nhận về việc tăng cường hợp tác Nhật-Mỹ từ quan điểm hoạt động chỉ huy và kiểm soát là rất quan trọng để cải thiện khả năng tương tác và tính sẵn sàng. Hội nghị thực đỉnh cũng sẽ đề cập đến hợp tác an ninh kinh tế song phương. Các chủ đề có thể được thảo luận bao gồm nghiên cứu và phát triển chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, lượng tử và các công nghệ tiên tiến khác, cũng như các cách để củng cố chuỗi cung ứng. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo còn có thể thảo luận về cách hợp tác cùng nhau trong các dự án không gian, bao gồm cả chương trình thám hiểm mặt trăng Artemis do Mỹ dẫn đầu. Hai nước dự kiến sẽ công bố kết quả đàm phán trong một tuyên bố chung. Theo báo Nikkei Asia đưa tin, gần đây có hai tàu của Hải quân Trung Quốc đến thăm căn cứ Hải quân RIM của Campuchia. Các tàu chiến trong cuộc gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Phnom Penh vào tháng 2 vừa qua, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Brink bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về sự tham gia của Trung Quốc cứ này và mục đích quân sự để đổi lấy việc hỗ trợ đổi mới và nâng cấp. Phnom Penh bác bỏ cáo buộc đó, khẳng định rằng Hiến pháp Campuchia không cho phép lực lượng nước ngoài mở căn cứ trên lãnh thổ của họ. người đứng đầu Văn phòng An ninh Thông tin Liên bang BSI của Đức, Claudia Plattner hôm 31 tháng 3 cho biết, Berlin hiện chưa sẵn sàng chống lại các mối đe dọa an ninh mạng. Để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, chính quyền cần hành động ngay từ những giây đầu tiên và có bức tranh toàn cảnh hơn về tình hình, ông Plattner cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức. Theo giám đốc BSI, điều cần thiết là thành lập các nhóm xử lý khủng hoảng. Bên cạnh đó, cũng cần có sự kết hợp giữa chính phủ liên bang và chính quyền liên bang. Tuy nhiên, chúng ta hiện chưa sẵn sàng cho tất cả những điều này. Không có cơ cấu nào có thể đảm bảo khả năng phối hợp hành động của các cơ quan trong các tình huống khẩn cấp như vậy, ông Vladimir nói và tiếp tục chỉ ra rằng việc siết chặt hành động là hoàn toàn cần thiết. Vào ngày 1 tháng 3, Margarita Simonia, tổng biên tập tập đoàn truyền thông của Sputnik, Rosija Sigotnaya đã công bố bản ghi âm cuộc trò chuyện giữa bốn sĩ quan của đội Đức. Trong đó, thảo luận về một cuộc tấn công tiềm năng và cầu Crimea bằng tên lửa tầm xa Taurus. Cuộc trò chuyện được cho là diễn ra vào ngày 19 tháng 2, có sự tham gia của tham mưu trưởng không quân Đức, Ingo Gehack, tướng Frank Rieb, người đứng đầu bộ phận tác chiến và diễn tập tại Bộ Chỉ huy Không quân ở Berlin, cùng hai nhân viên của Trung tâm tác chiến trên không của Bộ Chỉ huy Vũ trụ Bundeswehr. Sau khi đoạn ghi âm bị lộ, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra nghiêm túc và cố gắng nhanh chóng tìm hiểu về cuộc trò chuyện bị do gì. Reuters trích dẫn thông tin từ Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Guatemala cho biết ba chuyến bay chở 368 người di cư bị trục xuất từ Mỹ đã đến thành phố Guatemala vào hôm 1 tháng 4. Hầu hết những người bị trục xuất là những người di cư bị bắt giữ tại biên giới Mỹ-Mexico khi họ đang cố gắng vượt biên vào Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố, Viện Di cư Guatemala cho biết nhiều chuyến bay chở người dân của quốc gia này bị chính quyền Mỹ trục xuất dự kiến sẽ đến nơi trong tháng này. Theo dữ liệu chính thức từ Guatemala, Mỹ đã gửi hơn 19.000 người nhập cư trở lại quốc gia Trung Mỹ này trong 162 chuyến bay kể từ đầu năm 2024 đến nay. Thống đốc Quét Moa vào hôm 1 tháng 4 thông báo rằng bang của Maryland – Hoa Kỳ đã mở một kênh tạm thời ở phía bắc của cây cầu Baltimore, nơi xảy ra sự cố sập cầu nhằm giới hạn tàu kéo và xà lan để giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông tại địa điểm xảy ra tai nạn. Trong một cuộc họp báo, thống đốc Moore nhấn mạnh kế hoạch này sẽ giúp chúng tôi thuận tiện hơn trong việc đưa các tàu đến khu vực biển xung quanh nơi xảy ra vụ sập. Kênh vận chuyển của cảng Baltimore đã bị chặn kể từ khi một tàu container chở đầy hàng bị mất điện và va chạm với một cột đỡ trên cầu Francis Scott Key vào thứ ba tuần trước, khiến 6 công nhân làm đường thiệt mạng và khiến cây cầu đường cao tốc vòng quanh Baltimore rơi xuống sông Bertasco. Người phát ngôn Nhà Trắng Karin Zimpier cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến Baltimore để thị sát khu vực thiệt hại vào thứ Sáu và dự kiến sẽ gặp các lãnh đạo tiểu bang và địa phương, bao gồm cả thống đốc Moore. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.